Những chậu hoa giấy Sakura đang rất là nhiều lụ, nhiều hoa đẹp như thế này Các anh chị không mua thì các anh chị mua ở đâu được những cây đẹp như thế này anh chị Em ở đây có một vườn để phục vụ các anh chị nhá Chuyên phục vụ cho các anh chị có diện tích đất nhỏ Hoặc là các anh chị đặt ở trên ban công Đây là dòng hoa giấy Sakura Ngoài hoa giấy Sakura nhà em có đỏ lửa, hồng gân, à, uh, cẩm thạch trắng này, cẩm thạch uh, tím hồng và rất là nhiều những dòng hoa giấy giống mới để phục vụ các anh chị nhé. Đây, các anh chị nhìn này, toàn nụ là lụ chuẩn bị đơ bông này, nhìn rất là phê mắt luôn, cây rất là khỏe mạnh. Những cây này thì đều trồng ở trên sậu 60 và chiều cao khoảng mét tư. Rất là phù hợp cho các anh chị để ở trên ban công hoặc là trên hiên nhà hoặc là trên uh, các cái tầng cao nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Anh chị nhìn này. quá đẹp quá xuất sắc anh chị ạ anh chị có nhu cầu về các dòng hoa giấy này thì cứ liên hệ với em nhé ngoài những hoa giấy này ra thì các em có dòng siêu to siêu vip và siêu đẹp nữa nên là các anh chị có nhu cầu thế nào thì cứ liên hệ với em thông tin em để trên phần đầu kênh nhé anh chị nhé cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video của em trung kiên em trung kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người